Hello các bạn, mình muốn bỏ thời gian để cảm ơn các bạn hổm rày 2 tháng nay các bạn ủng hộ video mình, với lại có góp ý cho mình rất là nhiều bên Facebook với lại bên YouTube. Cái video này rất là đơn giản, chỉ cần các bạn viết những cái góp ý mà các bạn muốn mình giúp thì càng nhiều càng tốt. Ok, so các bạn nhớ comment ở dưới cho mình biết mình phải cần giúp các bạn cái đề tài gì nha. Alright, have fun. Thank you everybody.